Xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn cùng với làm như thế nào. Hôm nay tôi xin được giới thiệu với các bạn cách cắt Mica. Như các bạn đã biết, Mica chúng ta đi mua ngoài hàng người ta cắt rất ngọt, nhưng mà chúng ta không biết cắt cái gì. Thì để giới thiệu trước tiên, tôi xin giới thiệu dụng cụ để cắt Mica. Dụng cụ cắt Mica bao gồm một con dao lưỡi cong, như các bạn thấy ở đây, lưỡi cong. Tiếp theo để cắt Mica, chúng ta xác định xem cắt cần cắt khoảng bao nhiêu. Ví dụ ở đây tôi muốn cắt khoảng 30 phân, tôi muốn cắt một bản khoảng 30 phân như này. Từ đó tôi sẽ đo xem mình cần khoảng 30 phân. Tôi đánh dấu. Điểm tiếp theo, chúng ta đặt ke, đặt thước lên, không bất cứ vần nào thẳng, đặt lên, sau đó chúng ta tỉ chặt xuống. Tiếp theo các bạn dùng dao theo chiều như này móc xuống và kéo như thế này, các bạn lưu ý. Các bạn kéo vài đường để cho rãnh cắt sâu một chút. Các bạn làm một đoạn tiếp theo. Và kéo đến cuối. Tiếp theo các bạn lật tấm Mica lại. Thước chèn lên ở khoảng gần vết cắt. Sau đó chúng ta bẻ ngược. Như các bạn thấy, tấm Mica đã gãy. Các bạn lật. Các bạn đã thấy, chúng ta đã cắt xong một miếng Mica mép thẳng, kích thước đúng chuẩn như chúng ta yêu cầu. Vậy chúc các bạn cắt Mica thành công và tự chế cho mình được những món đẹp từ Mica. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.